Ok, hello anh em. Và hôm nay chúng ta chơi một con. Chào mừng em đã quay trở lại với John Henry Stickman nha. Tôi là John đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi tên là Donut Chuck Tour. Ok. Rồi. Step 1 này. Nhảy. Nhảy. Cái gì đây? Cái gì đây? Mặc kệ đi. Ui giời ơi. Thua luôn. Thua luôn. Chơi lại kiểu gì ta? Ok, ấn R nha. Ấn R này. Bố mày bất tử. Không nên kiêu ngạo quá. Vai cả đái. Lại quên cái này rồi. Rồi, nhớ này. Nhớ nhận nhảy. Nhảy. Ăn búa. Đúng rồi. No no no. Nhảy. Ấy không nhảy. Cày thế nhở. Rồi. Lại này. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Nó nhảy, nhảy, nhảy. Cày thế chứ lại. Lại nhá. Nào, nhảy này. Nhảy này. Ta thể cho mình một quả game khốn nạn như vậy nhỉ? Không nên ạ. Tham lam quá nhiều. Ok, set 2 này. Ơi. I'll be another here when the dust kid and the kid I'll be now in here I'll be now in here and the dust kid and the dust kid I'll be now in here and it's all so good. Oh my god, god, god. Ôi rồi, rồi 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 ôi. Ôi em ơi, em ơi. Lạnh lạnh trong chiến tranh. Không thể nào. Đang cày. Lại này, lại này, lại này, này. Anh biết đến bài này không? Biết thì anh ấy nói cho tôi biết đấy là bài gì chứ. Bởi vì cái bài này nó rất là cuốn luôn. Nào. Ui. Ui tại. Rồi. Ui. Nhưng mà nó chậm lắm. Ý, không nhảy. Mr. Kim, what the fuck? Nào, cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Vượt qua bài 2 đi. Cố lên. Nào. Mr. Kim, Mr. Kim. Nó không nhảy.
Ấy, cay thế nhở, nó không chịu nhảy. Tức thật đấy. Nữa luôn đấy. Ước gì cái đấy nó thể nhảy, ước gì nó nhảy 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 xuống kia luôn đấy. Cứ phải nhảy cái xuống địa ngục đấy. Nhảy xuống hố liên tục ra. Cái hố thứ ba nó sẽ kiểu làm gì nhỉ? Nó sẽ vượt qua rất nhiều cái hố đây. Ui. Đây. Ơ kìa sao không nhảy trúng? Cái game này nó bị làm sao rồi đấy? Thế luôn. Tức lắm rồi, chẳng muốn chơi nữa. Đây, thấy chưa? Dăm kinh phiên bản không thể nào mà tệ hơn như bạn nghĩ được. Nếu bạn nghĩ dăm kinh nó tệ rồi á thì đây tuần có một con game nó còn tệ hơn như này. Tất nhiên rồi, không phải cái nào cũng dễ ở đâu. Con game nó kiểu thể là Red Bull rồi đấy. Tôi sắp bị Red Bull nhập rồi đấy. Ơ kìa. Sao lại chết? Tôi ngày nào cũng chả chết vì hố đâu. Tôi rất chán cái trò Feeding Frenzy lắm rồi đấy. Hết cứu. Game này chỉ có cho ta 2 cứu thôi. Không trận cho ta game 3 cứu hoặc 4 cứu đâu. Trong khi cái Feeding Frenzy nó chỉ có tận 9 cái cứu. Nó thua nhiều nó ở chỗ làm gì nhỉ? Ui. Ui, ui. Để liền cái nút game over đó nút đấy. Hơi khó hiểu. Hơi khó chịu một tí. Không nhảy. Đã mình nên chọn một cái nút reset còn hơn. Tại sao nó có thể chết quả đấy nhỉ? Tôi ghét cái hố đấy. May là người ta không chịu thế, không rơi xuống hố đấy. Chứ không thì chắc tôi đã nghỉ game rồi đấy. Quên mất.
Nó khiến tôi cứ nhảy hoài thôi. Thề luôn đấy. Tức thật sự luôn. Nó cứ nhảy. Cái tay tôi nó cứ nhảy. Nó cứ đòi phải nhảy vào đấy thôi. Tất cả là do game nó chậm đấy. Toàn bị dính. Vaccine mua. Ok. Vượt qua rất dễ dàng luôn. Nào. 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 Yes. Yes. No. 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 Lại. Cứ chết đấy nhờ. Game không có lực gì cả. Đúng rồi. Ok, bài 3. Bài cuối này. Ok, xin lỗi. Này, game này ức chế quá. Không thể ngậm miệng được luôn. Xin lỗi anh em nha, do game này nó bắt tôi phải ăn nhiều búa quá. Do I fucking care about diamond? No. Tiết kiệm. Đúng rồi. Xong. Vậy thế thôi. Ok, đến đây kết thúc rồi. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh vào những buổi sau nha. Bye bye. Game ngắn thế. Dễ thế. Ok, nghỉ thôi nha.